Đội tuần tra. Chào buổi sáng, Harvey. Hôm nay bạn tính làm gì vậy? Ồ, thu hoạch táo sao? Nghe thú vị đó. Đi nào. Ôi không, những trái táo của bạn đâu hết rồi, Harvey? Có người đã trộm chúng sao? Hãy gọi cho đội tuần tra đến xử lý. Này các bạn, có kẻ đã trộm hết táo của Harvey. Các bạn có giúp được không? Anh ấy đang ở vườn cây. Đi nào. Cảm ơn đã nhanh chóng tới đây, đội tuần tra. Hôm nay Harvey cần phải bán số táo này vào thành phố. Chúng ta phải làm gì đây? Nói đúng đó, Matt. Kẻ trộm táo chắc hẳn rất là đói. Hoặc là bọn chúng có rất nhiều người. Đúng vậy, Frank. Hãy kiểm tra trường học nào. Không thấy ai ăn táo hết. Các em, chúng tôi đang tìm một tên trộm táo. Các em có thấy ai đáng nghi không? Hector à, chắc bạn có thể nhìn thấy tên trộm từ trên cao. Bạn có thể cất cánh và tìm xem không? Có thấy gì không vậy? Chờ chút, kìa, Billy có những trái táo. Hãy đi theo anh ta. Matt, hãy dùng động cơ phản lực nào. Dừng lại đi, Billy. Anh không thoát được đâu. Ồ không, hắn ta chạy thoát mất rồi. Hay lắm, Frank. Bắt được hắn rồi. Hết thoát được nha. Tốt hơn là anh nên đầu hàng đi. Được rồi, Billy. Anh đã bị bắt. Tốt lắm, Harvey. Bạn tới đúng lúc đó. Tôi nghĩ những trái táo này là của bạn. Làm tốt lắm, đội tuần tra. Các bạn đã giải quyết xong vụ án. Chúc bạn buôn may bán đắt nha, Harvey. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại.
Chào Matt và Friend. Thật là một ngày đẹp trời, phải không? Amber à, có chuyện gì vậy? Tại sao bạn buồn vậy? Ồ, tội nghiệp Amber quá, đèn báo hiệu của bạn bị mất rồi. Đừng lo nữa Amber, Matt và Frank sẽ tìm lại đèn báo hiệu cho bạn ngay. Hãy kể cho họ biết chuyện gì đã xảy ra. Matt, Frank, Amber gặp phải chuyện rồi. Cô ấy mất đèn báo hiệu rồi. Các bạn cần phải giúp cô ấy tìm lại chiếc đèn đó. Amber đang ở gần bệnh viện đó Matt. Nó nằm ở hướng bên trái. Amber à, Matt và Friend đến giúp bạn rồi đây. Được rồi, Matt và Friend, đi thôi. Hãy kiểm tra khu vui chơi trước. Không, không có ở đây. Matt, Friend, có lẽ chúng ta nên hỏi những chiếc xe khác xem họ có thấy đèn báo hiệu của Amber không. Hãy hỏi Tom xem, có thể anh ấy sẽ giúp được chúng ta. Chào Tom, chúng tôi đang tìm đèn báo hiệu của Amber. Bạn có nhìn thấy nó ở đâu không? Hãy hỏi thăm xe đổ rác Gary nào. Chào Gary, bạn có thấy đèn báo hiệu của Amber không? Vui lên nào, tôi chắc là chúng ta sẽ tìm được đèn báo hiệu của Amber ngay thôi. Chuyện gì vậy, Friend? Phải, đúng rồi đó. Chính là đèn báo hiệu. Làm tốt lắm các bạn. Nhưng chúng ta sẽ lấy nó bằng cách nào đây? Tuyệt lắm, Friend. Đúng là một ý kiến hay. Giỏi lắm, Friend à. Amber, Matt và Friend đã tìm được nó rồi. Chà, nó hoạt động rất tốt. Giỏi lắm các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Xe tuần tra. Xin chào Flavie, kiện hàng bạn đang chở có vẻ nặng quá ha. Bạn có chắc là an toàn nếu băng qua cây cầu đó không? Nhìn nó có vẻ không đủ vững chắc đó Flavie. Có vẻ như kiện hàng Flavie đang chở quá nặng đối với cây cầu. Và giờ Flavie bị kẹt rồi.
Tốt hơn chúng ta nên nhờ Matt và Friend tới giúp thôi. Nè các bạn, chúng tôi cần các bạn đến cây cầu ngay. Nó đã bị sập khi xe tải sàn phẳng Flavy chở một kiện hàng băng ngang qua nó. Và bây giờ bạn ấy bị kẹt, và xe tải cần cẩu Charlie cũng không thể băng qua cây cầu được. Đừng lo mà Flavy, Matt và Friend đã tới rồi. Và hình như họ đã có kế hoạch giải cứu bạn rồi. Chút nữa thôi bạn sẽ được an toàn, Flavy à. Ôi trời, hình như Flavy quá nặng đối với Matt và Friend. Bạn có ý kiến gì hả Friend? Tất nhiên rồi, các bạn cần phải dời những vật nặng mà Flavy đang chở xuống. Sau đó thử kéo bạn ấy ra khỏi cây cầu. Nhưng làm bằng cách nào đây? Rất sáng suốt. Bạn có thể làm việc đó không, Charlie? Làm cẩn thận nha. 1 2 3 4 5 Việc này giúp cho Matt và Friend có thể kéo Flavy ra khỏi cây cầu dễ dàng hơn nhiều. Flavy, làm được rồi, bạn đã được giải cứu. Nhưng Charlie vẫn còn bị kẹt. Chờ một chút, các bạn có thể dùng những vật liệu mà Flavy đang chở để xây một cây cầu mới mà. Charlie, bạn có thể làm được việc đó không? Chưa đâu Charlie, bạn cần phải đặt những cột móng xuống trước. Đúng vậy, đặt những cục móng xuống trước nào. Bây giờ đến lúc xếp những tấm kim loại ngang cột móng rồi. Làm tốt lắm Charlie, bạn đã làm xong một cây cầu mới.
Làm việc tập thể tốt lắm, mọi người lại an toàn rồi. Và giờ đã có một cây cầu mới thay thế cho đến khi cây cầu cũ được sửa xong. Hẹn gặp lại các bạn. Uh-huh.